Bảo Ngọc và Nha sĩ Đức Hạnh xin thân mến kính chào quý khán giả thân quen của chương trình Chuyển hóa thân tâm, cũng như quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay trên đài Sài Gòn Network. Và xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị sự hiện diện của Ni sư Thích Nữ Minh Liên, là giáo thọ sư của Viên Thông Tự. Quý khán giả thân mến, chủ đề của ngày hôm nay là một chủ đề đặc biệt liên quan tới năm mới, vì chúng ta đã chuẩn bị bước sang một năm mới. Thì năm hết Tết đến, dân gian chúng ta và mọi người vẫn thường chúc nhau một cái câu chúc đầu xuân là xin được chúc nhau dồi dào sức khỏe, phát tài, phát lộc, tiền bạc dồi dào, và nếu mà trang trọng hơn thì mình còn chúc nhau là an khang thịnh vượng. Và như vậy thì chúng ta là những người Phật tử, và đặc biệt là quý vị đã theo dõi với chúng tôi Chuyển hóa thân tâm trong những cái buổi ghiền vừa qua về đề tài về nhân quả. Như vậy thì làm sao để cho những cái câu chúc này được ứng nghiệm vào đời sống hàng ngày của chúng ta, và đặc biệt là ứng nghiệm trong năm mới này. Xin mời quý vị đến với chúng tôi Chuyển hóa thân tâm ngày hôm nay. Dạ, thưa sư. Dạ, sư có thể giải thích cho con cũng như quý khán thính giả xem đài được biết là tụi con đầu xuân thì vẫn hay chúc nhau những cái câu chúc như là dồi dào sức khỏe nè, chúc nhau được an khang thịnh vượng. Thì chúc nhận được lời chúc phúc, chúc tốt lành đã là một cái điều rất là quý, rất là tốt. Nhưng mà con còn được biết nó còn có nhân quả nữa. Mình phải gieo nhân thì mình mới được gặt cái quả tốt đẹp như vậy. Xin sư có thể giải thích rõ hơn cho chúng con được biết. Dạ, chúng con phải thực tập như thế nào để những cái lời chúc như vậy đã được ứng nghiệm trong năm mới, thưa sư? Đã có cầu là mong ứng, yeah. Đã có chúc á, thì cũng mong nó thành tựu. Có chúc để cho cái việc mà người ta chúc cho mình nó cũng được linh ứng, nó cũng được thành tựu, nó cũng được tốt đẹp. Thành ra là cái nguyện vọng, suy nghĩ là cái nguyện vọng muôn đời của mọi người là đều được sống trong an bình và hạnh phúc. Đó. Thành ra là hễ mà mỗi một dịp khởi đầu cho một năm, thì chẳng hạn như là khởi đầu cho một cuộc hôn nhân thì người ta chúc phúc cho đôi giai tân lang tân nương đó là sống trọn đời hạnh phúc, phải ha, sống đến răng long đầu bạc, chứ không có nữa đừng gãy gánh. Thì còn để mở đầu cho một năm đó, thì họ chúc nhau tất cả những cái điều gì mà đời sống họ rất cần, đó là chúc nhau là tấn tài, tấn lộc, tấn vinh hoa. Tức là nhưng mà nếu tấn tài, tấn lộc, tấn vinh hoa, tức là tiến, tấn tức là tiến, nghĩa là mọi cái về tiền tài mình nó cũng tiến lên, rồi nó về lộc của mình nó cũng tiến lên, rồi nó đến vinh hoa tức là danh vọng, về rồi những cái tiếng thơm rồi nó cũng lừng lẫy lên đó. Thành nhưng mà cái đó nó là vật bên ngoài. Cái quan trọng nhất là sống một cách bình an và hạnh phúc. Và bình an và hạnh phúc thì phải nói đến một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là sức khỏe. Bạn có bình an hay không? Bạn có hạnh phúc hay không? Có thể nếu nói là nếu bạn có sức khỏe rồi. Đó, nếu bạn có sức khỏe rồi thì đó là một cái điều bình an nhất. Đó, hạnh phúc nhất. Nhưng mà không mấy ai nhận ra cái hạnh phúc lớn đó. Bởi vì khi tôi có sức khỏe, tôi đi, tôi đứng, tôi vui, tôi rất là thoải mái về công việc rồi, thì tôi lại mắc giận, mắc hờn. Thành ra những cái hạnh phúc mà tôi đang có về sức khỏe biến mất. Thì bây giờ mình chúc nhau là chúc nhau về dồi dào sức khỏe, chúc nhau một năm mới hạnh phúc, bình an. Và tốt hơn nữa là chúc nhau thành gom lại thành bốn chữ thôi. Chúc nhau một năm mới an khang thịnh vượng. Thành ra là bốn cái chữ an khang thịnh vượng thôi, nó nói lên cái nhu cầu muôn thuở của nhân loại đó. Và vì vậy cho nên mình chúc nhau. Bây giờ làm sao cho được linh ứng, làm sao cho lời chúc trở thành hiện thực, thì chúng ta cũng biết rất là rõ rồi. Vì cái mọi cái nằm trong tay của mình. Mình muốn an thì mình an à. Có những người họ nghe câu đó xong họ nói không, câu đó chưa đúng với con. Bởi con rất muốn an nhưng nó không cho con an. Cây muốn lặng mà gió không ngừng. Đó, cái kênh câu này là nghe cũng quen rồi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Con muốn bình an rồi,
con đã làm thinh rồi mà nó tiếp tục nó chỉ trích con, nó tiếp tục nó đánh tiếng mà nó đánh tiếng một cách là sách mé vân vân, thành ra là ăn không nổi con nhỏ đó. Yeah. Hoặc là ăn không nổi với cái anh chàng đó, hoặc là ăn không nổi với anh những cái từ nào mà nghe không đẹp cái mình nói ra được. Thì nếu cái tâm đó mà có mặt trong người của mình, tất cả những cái an của mình có cũng trở thành bất an. Thành ra là vậy thì để cho chữ an mà được linh ứng thì bạn cộng vô hai từ hỷ xả. Thấy không? Yeah, yeah. Bởi vì nếu bạn không hỷ xả được, tức là không tha thứ được, không bao dung được. Bao dung tức là mình có một cái sức chứa rất là lớn. Nó chứa tất cả những điều tốt và vì vậy nó hóa, chuyển hóa luôn những điều xấu. Khi cái lượng bao dung của mình, tình thương của mình mà lớn á, thì những cái xấu, những cái bực bội á, mình cũng có thể dễ dàng cho qua. Khi thương thì trái ấu nó cũng tròn. Phải không? Trái ấu là cái trái mà quý vị tưởng tượng rồi, nó giống như trái sừng trâu vậy. Đó, mà cái sừng trâu với cái góc cạnh như vậy mà nó tròn được thì có nghĩa là tình thương này nó lớn quá trời, nó lớn đủ để mà nó biến cái trái ấu tròn từ khi thương trái ấu cũng tròn. Yeah. Tức là tình thương lớn, những cái lỗi lầm cho qua hết. Thấy không? Yeah. Như vậy thì để cho tâm mình an, bạn phải có một sự tình thương lớn. Nhưng mà tình thương này có trí tuệ nha. Trái ấu này là trái ấu, tôi dung thứ cho trái ấu, nhưng mà tôi sẽ trái ấu này nó hình này, tôi nhận ra hình này chứ không phải là hình tròn. Bởi vì nếu mình là hình tròn thật đó thì là mình bị loạn thị đó. Thành ra rồi còn tới á, nếu như mà mình thật sự muốn an, bởi an là nơi tâm đó, mình về mình tách bốn chữ an, khang, thịnh, vượng. An là tâm an, phải không? Còn khang á là thân khỏe, khang là sự khang kiện, khang là tiếng Hán, an là tiếng Hán, bốn cái này đều là tiếng Hán hết, nhưng mà tiếng Hán đã được Việt hóa, thành ra là mình sử dụng tiếng này thành tiếng bình thường của người Việt luôn đó. Và tiếng Việt này mình cũng dùng chữ, nhưng mà cái nghĩa của nó đó không mấy ai biết hết. Chữ khang nhiều khi mình cũng tưởng là an luôn đó. Cái hôm mình chữ an khang đi chung cái mình thấy cái gì nó an an là được rồi, nhưng không phải. An là sự an lạc trong tâm hồn, khang là sự khỏe mạnh nơi thân thể đó. Vậy bây giờ nếu nói tới an thì mình phải nói cộng vào, bạn muốn đời bạn an thì bạn cộng vào hai chữ hỷ xả. Bạn muốn bạn khỏe thì bạn cộng vào hai chữ từ bi. Bây giờ hỏi tại sao từ bi mà khỏe? Yeah. Từ bi là lòng tốt mà. Mắc mới gì, liên quan gì đến cái khỏe không? Yeah. Đó đó, bây giờ bắt đầu mình coi mình nó liên quan như thế nào. Yeah. Từ là dâng tặng niềm vui. Bi là xoa dịu nỗi khổ. Bi là cứu khổ, là xoa dịu nỗi khổ. Thì bây giờ nếu như người này đang an rồi, đang vui rồi, thì mình dâng thêm niềm vui. Từ. Đó là từ. Nhưng bây giờ người này đang khốn khổ, họ đang đói thiếu. Bao nhiêu luôn, như là cái đợt mà Quảng Ngãi vừa rồi đây bị lũ lụt á, là cái lũ này nó quét sạch hết tất cả những cái tài sản của dân nghèo. Thì họ không biết phải đón Tết như thế nào. Đó, thành ra nếu như đó là mình bây giờ mình cứu khổ, mình nhín một chút, mình gửi về cứu trợ giúp đồng bào nghèo, ăn được một cái Tết gọi là tạm gọi là đủ gạo ngày qua ba ngày Tết. Đó là sự cứu khổ. Thì nếu như mà mình cho đi, vấn đề ở chỗ là mình bố thí về thực phẩm thì mình sung túc về thực phẩm. Mình bố thí về sự cứu giúp về mạng sống, về tại vì thực phẩm cũng cho sức khỏe, cho nên bạn sẽ có gián tiếp có sức khỏe. Và vì bố thí về tình thương để cho họ, cứu giúp cho họ qua cái cơn hoạn nạn, cho nên vô hình trung mình giải nạn cho mình. Đó, cho người ta mà té ra là mình chữa cho mình không. Vì vậy cho nên từ bi là cái mà mình cần phải thực hiện. Đó là chưa kể tới
mình thấy người đó bệnh, họ không có tiền chữa bệnh, mình giúp đỡ thuốc men. Và khi mình giúp đỡ thuốc men khiến cho họ lành bệnh thì mình cộng cho mình sức khỏe. Động rồi chứ, động vô sức khỏe rồi phải không? Chúc nhau sức khỏe dồi dào. Thì bạn cứ việc giúp đỡ chúng sanh, phóng sanh cho nhiều, giúp đỡ chúng sanh bệnh tật không tiền uống thuốc, giúp đỡ những chúng sanh đang gần, đang bị chuẩn bị nấu mà được phóng sanh, đó, chuẩn bị ăn, chuẩn bị chém giết mà được thả, thì tất cả mấy cái niềm vui đó nó cộng vào cái sức khỏe của bạn. Và chữ an khang nó liên quan đến hai chữ hỷ xả, từ bi. Thưa sư, vậy là chỉ với từ bi, hỷ xả là nó nằm gọn trong hai chữ an khang đầu tiên trong câu chúc của mình rồi. Một cái kho tàng của tứ vô lượng tâm lúc nào cũng có sẵn mà mình sometimes mình quên á, mình không có lấy ra xài. Quý khán giả thân mến, chương trình xin được dừng lại trong ít phút cho phần thông tin thương mại. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị trong ít phút nữa nhé.